được đấy. Mày bé này nè, để ra nhốt phải luôn ơi. Chân co la hét ầm rầm để qua chốt phong tỏa bất thành, người phụ nữ nằm vạ, còn dọa cả dân quân tự vệ. Trong lúc nhiều tỉnh thành thực hiện giãn cách, vô số hình ảnh, clip ghi lại hình ảnh không đẹp của một số trường hợp vi phạm chỉ thị, chống đối được đăng tải lên mạng xã hội. Mới đây, cảnh giằng co giữa dân quân tự vệ và một người phụ nữ đi xe đạp cố tình đòi qua khu vực chốt cách ly đã khiến người xem bất bình. Đoạn clip cho thấy, dù có tấm chắn ghi rất to và rõ ràng khu vực cách ly cấm không đi lối này, người phụ nữ vẫn cố tình dắt xe đi qua. Phát hiện một anh dân quân tự vệ trực chốt cố ngăn lại, người này liên tục la lối ầm sầm. Anh dân quân cố giữ lấy yên sau xe đạp để người phụ nữ không qua khu vực cách ly. Người này vẫn liên tục chống đối, khiến một cán bộ trực chốt khác phải dùng điện thoại quay lại và liên tục răn đe, báo công an bắt bà đấy. Ngày nào cũng đòi qua chốt la làng la sớm hết. Mày lên bé này nè, để ra nhốt phải luôn ơi. Nghe vậy, người phụ nữ kéo khẩu trang khỏi miệng, thách thức lại, báo công an cái đi, rồi ngồi thụp xuống đất ăn vạ. Được biết, sự việc diễn ra tại huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa. Hiện chưa rõ người phụ nữ sẽ bị xử lý như thế nào, nhưng màn giằng co kéo lại giành dân quân và người phụ nữ này đã khiến dân tình bức xúc. Nhiều người không hài lòng trước hành vi cố tình vi phạm của người phụ nữ. Những ngày qua, các dân quân, công an, quân đội làm việc vất vả ngày đêm, không có thời gian nghỉ ngơi. Những trường hợp như thế này càng khiến các anh thêm mệt mỏi, áp lực hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.